Xin chào các bạn này. Mình review cái máy cân bằng Bully nhỏ gọn như vậy thôi, thì của hãng chính của hãng của nó sẽ là hãng Schaeffler, nhưng mà Schaeffler cũng không sản xuất đâu, một công ty khác sản xuất ra cho, thì sản xuất tại Thụy Điển. Schaeffler là của Đức, thì họ sản xuất kiểu dạng OEM. Thì xem bên trong nó có cái gì thì bạn thấy là trong tài liệu họ để tài liệu á, họ cũng sẽ để là nó có cái chữ Schaeffler ở đây. Thì Schaeffler là một tập đoàn sản xuất và kinh doanh bạc đạn, vòng bi, nói chung là liên quan đến rotating equipment, tức là các cái thiết bị quay, và họ đặt tên cho nó là Laser Smarty. Thì BTech là một công ty con của công ty Schaeffler, và họ bán kiểu như bán bia kèm lạc vậy. Thì không phải là sản phẩm cốt lõi của BTech, nhưng BTech họ cũng bán tại vì nó nằm trong tập đoàn Schaeffler. Thì vì thế là khi bạn nhận được hàng thì nó không có chữ BTech nào trên đây hết á, chỉ có chữ Schaeffler thôi. Thì mã hàng của nó thì hàng nhà bạn có thể vào website thì mình xem, để không mất thời gian mình xem hôm nay nó có cái gì ở đây. Quan trọng là một cái chứng chỉ hợp quy này, đó, một cái qualification certificate này, thì họ sẽ ghi cái số serial number của cái dụng cụ cân bằng laser này. Anh em nào có dùng với FAG anh em sẽ biết đó, của Schaeffler. Em là họ chuyên về vòng bi đó. Thì cái này bạn có trôn vào cái tờ giấy này rất là quan trọng trong trường hợp anh em làm về ISO hoặc là kiểm định hoặc gì đó, thì 5 đồng mình mua về mình không cần phải kiểm định. Tiếp theo nữa là có một cái tài liệu hướng dẫn sử dụng ngắn như thế này, họ làm rất là nhiều ngôn ngữ, thì mình chắc là focus tập trung vào tiếng Anh thôi. Bao gồm cái gì sử dụng ra làm sao, thì cái này nó cũng rất là dễ. Mình không thể làm demo được bởi vì cái này là của khách hàng, và thứ hai là mình cũng không có motor và có nào có cái bully. Bully nó kiểu như thế này để có thể làm hướng dẫn, thì cái này nó cũng rất là dễ. Anh em mình cũng toàn người tài cả, nhìn phát biết ngay. Thì mình mở ra xem bên trong nó có cái gì. Thứ nhất là cái máy đây, thì bạn thấy chữ Schaeffler Smarty 2. Thì cái chỗ này là cái chỗ nó phát ra tia laser, nên là họ nốt ở đây, họ ghi chú ở đây cho mình là cái chỗ này nó gây ra, có thể bạn chú ý đến cái chỗ này. Thì pin mà lắp vào đây, phía đằng sau nó có cái mặt nách ở đây. Thì nó có thêm rất là nhiều thông tin. Thì sau này ví dụ các bạn mà mua lại hay gì đó thì bạn dùng các cái mã ở đây này, nó sẽ chuẩn. Mã hiệu này nó sẽ tương ứng với mã hiệu nằm trong cái chứng chỉ ở trong đây này. Mỗi tờ nó chỉ có một thôi, thì khi bạn kiểm tra cái này. Về phía trước của nó đi ha. Trước thì bạn thấy là nó sẽ có hai cái miếng này, hai miếng này bạn rút nó ra được. Đúng vậy. Hai miếng này là hai miếng thừa tính để mình gắn lên trên cái bully. Hai miếng đó. Pin thì họ lắp sẵn ở đây, mà các bạn dùng pin là pin 2A, pin 2A. Thì các bạn có thể dùng loại pin nào cũng được, miễn 2A là được, nhưng mà tốt nhất là bạn chọn cái pin nó xịn một tí xíu để nó đừng bị chảy nước. Là trong tình huống mà nó cũ không dùng, lâu ngày không dùng, các bạn nên mở nó ra, bỏ pin ra ngoài. Thì có một nút, hai nút thôi, on off thôi. On thì nó có tia laser. Thì có tia laser như vậy. Thì cái này bạn sẽ gắn lên trên cái bully. Thì bully nó sẽ có cái ngấn chuẩn an toàn ở đây, ngấn chuẩn ở đây. Chỗ này nó có 5 châm để bạn hít vào trong cái cánh của cái bully ấy. Thì nó có cái vạch ở đây. Thì trong trường hợp mà khi phát laser, một điểm phát một điểm thu mà nó nằm trong cái giới hạn này thì có nghĩa nó sẽ đồng phẳng với nhau. Đồng phẳng như thế nào thì chi tiết thì các bạn, cái này nó cũng rất là dễ, nên là khoảng cách giữa hai cái điểm bully nó cũng rất là gần, nên là không có khó. Bạn thấy là như thế này. Cái điểm hai cái cục phát thu ở đây như thế này, là như thế này. Thì cái của mình muốn là như thế này. Thì bạn thấy có hai cục đỏ này, hai cục đỏ nó sẽ hít vào cái phần nam châm này, phần sắt á, hai cục đỏ này đó. Thì trên đấy nó có sẵn cái chỗ để cho bạn cài nó vào đây đó, hoặc là bạn để đó, bạn thấy có tia laser đó, tia laser mà nó nằm ở trong cái đi vào cái vạch này thì là ok đó, đồng phẳng. Bạn chỉnh lại thôi, bạn chỉnh thì chỉnh như thế nào thì bạn chỉnh đồng phẳng, thì nó sẽ có cái liên quan đến chỉnh chân máy của cái động cơ hoặc là các cái thiết bị quay, thì bạn chỉnh là nó sẽ đồng phẳng với nhau. Khi đồng phẳng với nhau thì các bạn sẽ không nghe được cái tiếng nó cứ bang 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 bang. Thì chi tiết thì mình cũng có giải thích rất là chi tiết ở trong website, thì các bạn có thể vào đó các bạn coi khi cần thiết. Thực ra thì chỉ có lần đầu mình coi thôi, chứ mình làm một lần hai lần là mình sẽ rành. Thì nó có hai điểm vị trí của mình, các bạn gắn là nó sẽ có cái chùm laser như thế này. Đấy. Khoảng cách nó có khoảng đường kính của nó là 60 mm, khoảng cách khoảng 2 m, 10 m. Khoảng cách tức là bully mà lên tới 10 m là rất lớn nha các bạn. khoảng cách rất xa thì tia laser đấy. Khi dùng không dùng thì bạn tắt tia laser đi, bạn để ý cái này nó rất là nguy hiểm, tia laser nó liên quan đến ảnh hưởng đến mắt. Thì bạn không dùng nữa thì các bạn cắm cái này nó vào đây thôi để nó không bị thất lạc.